Chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. Chào em. Chào bên Nhật, bạn gái. Dạ, chào anh. Chào bạn nữ bên kia. Mình tên là Đỗ Phước, năm nay 27 tuổi. Mình sinh ra ở Lâm Đồng. Giờ em đang làm gì ở đâu? Dạ, hiện tại thì em đang làm kỹ sư xây dựng ở một công ty ở Biên Hòa. Rồi, mời em gái giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Phạm Thị Lý, hôm nay em 25 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai và hiện tại em đang là nhân viên kỹ thuật của một công ty may ở Biên Hòa. Là cùng quê ha. Được. Hôm nay bạn đến đây tìm một nửa yêu thương của mình. Chúng ta phải trải lòng mình cho bạn kia hiểu luôn nha. Dạ. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Em có một mối tình cách đây khoảng khoảng 3 đến 4 năm thì bọn em chia tay. Mối tình nó kéo dài khoảng cỡ chừng 4 năm. Trời ơi, 4 năm sao chia tay vậy cưng? Lúc đó thì hai đứa cũng tuổi còn nhỏ nữa, giống như hai đứa trẻ con yêu nhau vậy chị. Thì có những cái bất đồng về tính cách lâu dài nó thành mâu thuẫn. Hai đứa cuối cùng nói lời chia tay. Mời bạn gái, mình tình trường như thế nào em? Dạ, em thì mới chỉ quen có một mối tình đó chị. Kéo dài 1 năm và kết thúc cũng gần được 2 năm rồi. Lý do chia tay là nói chung là trong cái cuộc tình thì cũng có những cái mâu thuẫn, hiểu lầm giận dỗi này kia, nhưng mà em vẫn chấp nhận được cho đến khi là em biết được người đó là trong thời gian quen em vẫn là hẹn hò với một người khác, thì em không có chấp nhận được điều đó nên là em chia tay. Mình muốn tìm một người bạn trai như thế nào nè? Ngoại hình thì em thích một người bạn trai cao khoảng 1m73 trở lên. Tại vì tại vì em cao 1m67 rồi chị. Em mà mang giày lên nữa thì nó... Bạn trai cao nhiêu vậy? Dạ 1m57 chưa? Mấy? 1m57. Cởi cây tre, cởi cây tre đó. Cái gì 1m57? 1m75 á chị, đó nó ngược. Dám chơi chữ với tôi ha, ngồi tôi qua bao tôi. Cao? Lát chị qua kiểm tra giùm em nha. Kiểm tra giùm em. Rồi thì em thích người có chân mày mà nó nằm gọn á chị. Chân mày nó nghe mà nằm gọn á. Những người đó là nói vậy ông nghe. Thì lông mày phải rậm rạp chứ. Ý em là nó vẫn rậm rạp nhưng mà nó ngang bằng chứ không có xòe cái đuôi ra. Lông mày có xòe cái đuôi ra nữa hả? Lông mày phải gọn, quân mặt sáng và hiền lành phúc hậu. Bạn trai bên kia muốn tìm người bạn gái như thế nào nè? Về ngoại hình thì một bạn nữ cao khoảng 1m50 đến 1m65 thôi. Tóc dài, không mập và da thì tương đối trắng. Còn về tính cách thì hòa đồng, yêu thương trẻ con. Bên qua anh gặp mình bạn gái bên kia nha. Đàn gái coi sao bên qua anh tính tiếp. Cao 1m67. Chào em gái, cao. Dạ. Chúc mừng năm mới. Dạ, chúc mừng năm mới anh. Đây, lì xì em. Đây hơn. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Chúc anh năm mới là gia đình hạnh phúc nè, vạn sự an khang thịnh vượng. Rồi. Cảm ơn anh rất là nhiều. Chúc em và gia đình sức khỏe nha. Dạ. Em không thích đàn ông ở điểm nào? Em không thích con trai gia trưởng nè. Vô tâm nè, hay than phiền. Con trai thì phải có chí lớn. Dạ vậy thôi. Cái đó thuốc, anh đáp ứng được em ơi, yên tâm đi. Hút thuốc nữa. Bên kia không hút thuốc luôn. Dạ. Khỏe rồi. Dạ. Nếu như làm dâu em làm dâu được không? Nói chung theo cái quan điểm của em á, thì làm dâu cũng không có vấn đề gì lớn hết. Nhưng mà nếu mà được thì em vẫn thích là có một cuộc sống riêng tự do hơn. Dạ. Rồi, được rồi. Anh bên kia về chiều cao này kia với hợp, rất hợp em đó. Dạ. Hai người thấy cũng hợp lý đó. Để tôi coi, không đòi hỏi gì nữa hết đúng không? Dạ, hỏi thử coi có phải làm dâu không chị? Là sợ làm dâu đúng không? Không phải sợ nhưng mà em cũng muốn biết trước. Chào chị. Cao 1m57 đồ ha. Tết đừng có lừa cằn nhằn ta. Lì xì lấy hơn đi nè. Tặng em Cát Tường như ý, chúc em năm mới nè, nhiều sức khỏe nè, mọi sự bình an. Dạ, đó, cái chính là mọi sự bình an. Dạ rồi, em cảm ơn chị. Rồi, cảm ơn em. Và với lại nhờ chị thuyết phục bạn gái bên kia giùm em. Bao thơ lì xì là một chuyện, còn cái chuyện thuyết phục thì để chị phải hỏi em một chút xíu đã, ngồi xuống. Dạ rồi. Bạn gái nhờ hỏi trước là có làm dâu hay không? Em xin giới thiệu chị là em là con út trong nhà. Thì hiện nay em đang sống với ai? Em sống với ba mẹ. Trong nhà út. Mình đông anh chị em không? Nhà em có 9 anh chị em cơ. Em là con út mà giờ còn mình em chưa lập gia đình thôi. Thì bây giờ gặp cái trường hợp là toàn dân dục cưới rồi chị ạ. Về ba mẹ cũng hối em lấy vợ nữa. Còn nếu mà muốn qua ở riêng thì đảm bảo là có khả năng để ra ở riêng. Vẫn có khả năng ra ở riêng đúng không? Rồi vậy là tốt. Em có cái yêu cầu gì bên nhà gái không? Em muốn tìm một người phụ nữ truyền thống ấy chị. Nên những bên bạn gái mà ăn chơi đua đòi quá thì em cũng thích. Giả sử có đi đâu chơi thì có thể dẫn em theo hoặc là hỏi ý kiến em trước. Với lại một người tôn trọng ý kiến của đối phương.
Sao em đi em có hỏi người ta trước không? Tất nhiên có, em yêu cầu người ta tôn trọng mình thì trước tiên em phải tôn trọng người ta đã. Rồi, gì nữa? Có nhiều bạn nữ hay cắn đó. À, không thích cắn. Đúng rồi, đúng rồi. Không thích cắn mà nhéo được không? Được chị, nhẹ thôi nha chị. À, vậy là anh sợ đau, nói chung là anh sợ đau. Đúng rồi. Còn gì nữa không? Thôi vậy thôi chị. Chắc chưa? Chắc rồi chị. Để lát cho em tự tìm hiểu đi nha. Bây giờ mình gặp người thân đi em gái, đi với ai? Dạ em đi với chị Hai và anh rể của em. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Trà Cát Tường và chào tất cả khán giả ngồi trong phòng hôm nay ạ. Em là chị Hai của Lý ạ. Về tính cách của Lý trong gia đình thì Lý là một người rất ít nói và cũng rất là khó chịu. Thì ngày hôm nay chị thấy em bên này cũng thấy hai người thì cũng được, nên em cũng nên cho bạn nó một cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Anh trai nó đi với chị gái mà, đúng không? Rồi, chào chị. Em đi với chị gái, chị làm bên spa. Rồi, xin chào. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường và chào tất cả các bạn có mặt hôm nay. Em là chị gái của em Phước. Hôm nay em của em tới đây tham gia chương trình này, nhưng mà thật ra nó không nói cho em biết là tham gia chương trình này. Ông cho chị ông một cú bất ngờ. Nhưng rủ đi đâu? Nãy rủ là đi tham gia tiếng hát truyền hình. Thì ồ, vậy là hát hay lắm hả chị? Thì chị cứ nghĩ là em đi tham gia tiếng hát truyền hình thì tới đây cổ vũ cho em thôi. Dẫu tới giờ luôn ha. Dẫu tới giờ baby. Chị thấy em gái bên này được lắm Phước. Dáng thì cũng giống như yêu cầu của em, khuôn mặt cũng dễ thương. Nhưng mà có một cái yêu cầu của em gái là muốn chân mày của đàn ông không có rộng ra. Dễ lắm em, thẩm mỹ bây giờ dễ lắm em. Ủa? Em muốn làm nhỏ chị làm nhỏ cho. Chúc cho hai em có được một kết thúc tốt đẹp vậy đó. Chúc anh chị. Bây giờ á là kéo màn lên thi tiếng hát truyền hình ha. Kéo màn lên là hát liền nha. Dạ rồi. Rồi biểu diễn luôn cho bạn gái bên kia tạo ấn tượng luôn. Vừa tặng hoa vừa hát luôn nha. Bắt đầu kéo màn. Mừng Tết đến và lộc đến nhà nhà, cây mai vàng cành đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc người người sẽ gầm lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết nay. Tết đến đoàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh, chào xuân đang sang. Đây là bức thư pháp mà em tự viết. Anh xin giới thiệu với em, ba anh là họa sĩ. Ba anh cũng rất hay là viết thư pháp. Và nếu mà có gì thì em cứ về ba anh chỉ giáo thêm. Bây giờ bạn gái đáp lại một cái điều gì đó với bài hát của chàng dạ, trai. Em đọc một bài thơ đi. Thơ cũng được. Dạ thơ em tự sáng tác. Tự sáng tác luôn, hay quá. Bài thơ nó ngắn gọn xúc tích thôi chị. Thanh xuân thoáng chốc sắp qua, thu qua đông đến nữa là hết năm. Sang năm ta đã 25 mà chưa tìm thấy người nằm trong tim. May sao nhờ có chương trình, hôm nay ta được ghi hình tham gia. Chẳng mong giàu có xa hoa, chỉ mong tìm thấy bạn ta cả đời. Anh nhìn em có vẻ quen quen. Không biết quen. Em có gặp ở đâu, vô tình gặp ở trên đường hay sao á. Hỏi coi cô ấy học ở đâu. Ừ, thì anh ở Biên Hòa, còn em ở đâu? Dạ em cũng ở Biên Hòa luôn, anh ở phường nào? Anh ở Phước Tân. Tân hả? Em ở An Bình. An Bình hả? Anh đang, cái công trình anh đang làm cũng ở An Bình. Có gặp ngay An Bình hả? Em biết ngay qua công trình, anh nhìn thấy em, anh nhớ không? Em học ở trường nào? Dạ em học trường cao đẳng Sona De Gi. Ở Biên Hòa 2. Cùng trường của anh rồi. Trời ơi. Anh học khóa mấy ngành gì vậy? Anh K7. K7 em K8. Đó. Vậy là anh học xây dựng luôn. Anh học xây dựng. Ồ vậy bất hai người chung trường luôn. Học chung trường. Vậy mà không gặp nhau, nay gặp nhau đây. Có thể là đã gặp nhau rồi nhưng mà rồi. Không có ấn tượng sâu. Hẹn hò sao hai đứa? Có thể nếu mà ở An Bình á thì mình có thể gặp nhau nhiều á. Tại vì cái công trình anh làm thì ngay ở trường tiểu học An Bình ấy. Dạ. Rồi kế hoạch chúng ta sẽ bao giờ tiến tới hôn nhân nếu chúng ta đồng ý hẹn hò với nhau? Nếu mà hợp mà thì anh nghĩ là cuối năm sau mình có thể tiến tới hôn nhân. Đó là nếu thực sự hợp. Em cũng nghĩ nếu mà hợp nhau thì cũng khoảng tầm 1 đến 2 năm. Đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy. Rồi bây giờ mình còn 30 giây nữa. Mỗi người sẽ nói về những suy nghĩ của mình cho đối phương được biết. Em từng nghe mọi người ta nói rằng á là hãy xem cuộc sống này như những cái món quà mà chưa được mở. Thì em hy vọng hôm nay anh là sẽ một món quà ý nghĩa mà chương trình dành tặng cho em.
chứ kiểu anh cứ nghĩ anh ấy nó là một cái sự tra tấn gì của Thượng Đế. Nhưng mà thực ra thì anh ấy là để bữa nay gặp em. Hay lắm. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau. Mặc dù thời gian không nhiều nhưng mà chắc chắn cũng đủ để chúng ta cảm nhận được đối phương có phải là một nửa mình đang tìm kiếm hay không. Suy nghĩ thật kỹ, bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu để tiến tới hôn nhân. 1 2 3 hết thời gian. Mời hai bạn. Hai bạn nắm tay nhau nào. Đây là những chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Quà tặng dành cho hai bạn là một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Đây là dòng TV cao cấp của công ty Bana TV Việt Nam được sẵn. Chúc các bạn hạnh phúc. Nắm tay nhau thật chặt, đừng buông tay ra và đi tìm hiểu nhé. Đầu tiên xin chào Quyền Linh, chào chị Cát Tường, bạn sau bức rèm và khán giả xem chương trình Muốn Hẹn Hò. Em tên là Phan Trường Vân, hôm nay em 27 tuổi, hiện đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang làm bảo trì cho một công ty bất động sản ở quận nhất. Bảo trì về cái gì bạn? Về tất cả các thiết bị luôn anh, tức là hư cái nào em báo đi sửa. Làm kỹ thuật á hả, máy lạnh máy quạt này kia đó hả? Dạ không, em không có sửa, em chỉ kiểm tra thôi, xong rồi cho người ngoài đi sửa. Quê em ở đâu Vân? Dạ quê em ở thành phố Hồ Chí Minh chị Tường. À rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên là Dương Thị Nhung, năm nay 27 tuổi, quê em ở An Giang, hiện tại em sinh sống và làm việc ở Bình Dương. Em làm nhân viên văn phòng. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là bơi lội, tính tình vui vẻ, hòa đồng, em biết hát. Em hát thể loại nhạc gì? Dạ em hát thể loại nhạc buồn, tăng cổ cái lương. Quất câu cái lương luôn đi em. Em thể đứng lên. Đứng nước đứng lên nè, thoải mái. Sâu đêm nơi già ngàn đêm nỗi sâu, em vẫn yêu yêu mãi một mình anh. Dù chia lìa tình đôi phương cách ngăn, ngủ đi anh một giấc mơ thần tiên. Ngủ đi anh một giấc ngủ thần tiên trên trăm miền hoa cỏ. Rồi rừng sáng ngày mai mình chia tay vĩnh viễn, người ở đầu sông kẻ cuối chân trời. Mong mì đêm nay gọi xa đến trọn đời, từng giọt sương buồn gieo nặng hạt đêm cô liêu phủ lạnh mái chùa hoang. Chỉ còn vài giây phút nữa mình sẽ xa nhau, như mùa thu chết dần trên sắc lá, làm não nùng trơ trọi mấy cành khô. Và kỷ niệm ngày xưa còn là giấc mộng dài. Bạn trai, cảm nhận như thế nào em? Buồn muốn chết luôn. Ngủ chưa? Quen nhau gì đâu mà xa cách rồi chia lìa tùm lum hết trơn. Rồi còn gì nữa không em? Khuyết điểm của em là hơi nóng tính, nhưng mà em có thể là kiềm chế được cái tính nóng của mình. Ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai là gì nè? Ưu điểm của em cũng biết bơi nữa. Bơi luôn hả? Không lẽ vậy cho hai bạn hát bơi luôn được. Cạn. Hát luôn. Còn hai bạn gặp nhau sẽ thể hiện tài năng cho coi luôn. Khuyết điểm của em chắc em nhỏ nhắn. Em hơi thẳng thắn. Ừ. Không có lăng nhăng. Được. Tốt. Tình trường. Tình trường em được một mối tình này chị Tường. Bao lâu rồi em? Cách đây khoảng 5 năm. Quen cũng được 1 năm. Lý do tại sao chia tay bạn? Bạn nữ tìm được người khá hơn. Tài chính khá hơn đó chị. À rồi tại sao 5 năm vừa qua mình cũng không tìm được người nào khác? Do cũng lười yêu đó. Sau khi chia tay rồi cũng không muốn quen ai. Cái anh ơi, lỡ anh lười yêu như vậy rồi, nếu như mà gặp em rồi anh như thế nào anh? Bây giờ thì hết lười yêu rồi nên mới lên chương trình với em. Là coi như vậy suốt 5 năm, suốt 5 năm là không có để ý ai, không quen ai hết trơn hả em? Có, không để ý, nhưng mà chỉ lâu thì như Noel á thì đi ra ngoài đường thì gặp thấy mấy cặp nam nữ nắm tay nhau, ôm tay này kia đó đó. Ôm tay này kia. Thì cũng nao nao trong lòng lắm. Thì đặt Noel năm rồi thì em cũng ra công viên chỗ em á, em buồn buồn hay thường ra công viên lắm anh.
Thì em ra công viên thì cũng đi dạo dạo vậy đó, nhìn xem cô nào hay ngồi một mình đó lại tán, cũng tán đó. Nhưng mà bữa đó thì đi vòng vòng thì không thấy ai hết đó, mình quen mà riêng mình buồn, mình ngồi góc. Cái hồi tự nhiên ở phía xa xa có một cô gái cũng dễ thương lắm, tóc ngắn này kia, nhìn da trắng mà dắt theo con chó nên con đùi quốc. Dễ thương lắm. Thì em đang ngồi em đế người đó, em ngồi hồi gian sau thì cô gái mới tự nhiên lại bước lại chỗ em. Thì lúc đó thì em mới là mừng lắm, tự nhiên sao mình chưa đi tán luôn, mình tự nhiên người ta không lẽ lại tán mình. Em cũng mừng lắm, em cũng ngồi hồi hộp chẳng như là mắc cỡ anh. Em ngồi gục xuống xíu thì cô gái mới lại gần á, rồi mới nói với em là nhỏ nhẹ lắm, nói nhỏ nhẹ với em là anh ơi, anh cho em xin miếng lửa. Miếng lửa thay lắm nè. Trời ơi, anh cũng bị một lần đó, cũng cô gái dắt con chó lại cũng đẹp đẹp vậy đó, anh ngồi thấy cổ tới trời, Quyền Linh anh thấy cô khoái, tưởng cô xin chữ ký gì hay làm gì, nói giờ chờ em, thế nói anh mời đứng cho con chó em nằm chút xíu thôi vậy thôi đó. Rồi bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình đây em? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Hai mối tình, hơn bên kia một mối ha. Mối tình sau cùng này là bạn chia tay bao lâu rồi? Dạ là hơn một năm. Em thì làm việc ở Bình Dương, còn người đó thì làm việc ở Long Xuyên. Cho nên đôi khi công việc của em ngày trước thì em hay đăng ca về muộn. Còn anh đó thì lúc nào anh cũng gọi điện, nếu như mà gọi điện thì bắt buộc là em phải nghe máy liền. Còn công việc của em là hơi bận, cho nên là em đâu có thể lúc nào là mỗi lần anh gọi là em không phải bắt máy mà cũng có thể là trả lời đâu. Anh ghen quá rồi. Nhưng mà bây giờ anh chuyện mới, anh bên này với em là cũng người ở Bình Dương, người ở thành phố nè. Và em hỏi ảnh đi coi là anh có ghen không, hay là bây giờ hẹn hò nhau làm sao, nói trước luôn đi. Anh ơi cho em hỏi xíu, qua cuộc gặp gỡ hôm nay thì em với anh cho nhau cơ hội, thì nếu như mà có tìm hiểu thì cái tìm hiểu là chúng ta sẽ gặp mặt như thế nào anh? À, nãy em nói em ở Bình Dương là ở chỗ nào em? Em ở Tân Uyên. Hơi gì? À, cũng gần á. Cũng gần. Vậy đi. Anh thì anh làm suốt thứ hai tới thứ sáu, chỉ có thứ thứ bảy thì được nghỉ nửa buổi chủ nhật. Nếu mà quen nhau thì chắc anh dành cho em được 4 nghỉ nhật. Cuối tuần anh chạy xuống em. Dạ vậy cũng được, tại vì một tuần em làm từ thứ hai cho đến thứ bảy rồi, chỉ có chủ nhật đó là em không có đi làm thôi. Vậy được chứ em? Dạ được anh. Được rồi đó, vậy là hẹn hò nhau chủ nhật không ha. Anh ơi cho em hỏi xíu, anh đó là chiều cao anh bao nhiêu anh? Thôi im re luôn rồi. Anh tại anh cũng không được cao lắm. Em đừng có gọi là bi quan về cái chiều cao của mình. Mình không cao như người khác phải ngước nhìn. Bởi luôn luôn mình đứng ở trên thang, đừng có lo chuyện đó. Rồi bây giờ nè, em gái em muốn tìm một nửa yêu thương của mình, nói coi có giống bên đây không? Em muốn tìm một bạn nam á là chiều cao 1m65. Tại vì em không được cao lắm. 56 được không? Ăn thua thang thế nào thôi. Cũng được, nếu như mà anh nói cao hơn em. Rồi, gì nữa? Biết đối nhân xử thế, đặc biệt đó là không được nói dối. Anh không ghét nói dối lắm em. Nếu anh nói dối là hỏi nãy hỏi cao nhiêu, anh nói anh cao 1m7 rồi. Anh ngồi im lặng không trả lời là biết tao không nói dối rồi. Phải biết lắng nghe và chia sẻ. Anh không thích cái gì ở điểm ở em thì anh cũng nên nói gõ ra, chứ đừng có mà để trong lòng. Cái đó không em yên tâm đi, tại anh mát tính lắm. Ví dụ mà dục gì á thì cãi lộn hay gì đó thì anh im đi chỗ khác thôi. Chứ anh không ơi anh có vũ phu không anh? Không có em ơi. Ta đi gây lộn đi chỗ khác không rồi có vũ phu. Có hơi vũ nữ chứ không. Còn gì nữa không em gái? Dạ thôi vậy em nói đại hình tượng giống ai đi coi cho nó dễ. Dạ thần tượng là giống ba em á. Ba sao hình dung được? Tại ba em á là hiền. Tại vì ba em á là nghề làm nghề thầy thuốc nữa. Nói chung là muốn người đàn ông hiền thôi phải không? Rồi còn mọi thứ sao cũng được đúng không? Rồi yêu cầu của bạn trai muốn người bạn gái như thế nào? Hiếu thảo thôi, đúng tâm gia đình thôi. Rồi. Là người phụ nữ gia đình. Còn giới bên ngoài thì không có quan trọng. Rồi tính cách em có cái điều gì không thích ở người bạn gái không? Tính cách thì em thích người bạn gái trang điểm lè lẹt quá thôi. Nhiều trang điểm thì được nhưng ít thôi. Trang điểm gì được không? Ở gì được không? Cái này chắc em bỏ chạy. Hả? Làm gì mà bỏ chạy? Thì tại em không thích người phụ nữ mà trang điểm nhiều quá. Chẳng như chị dặm sơ sơ thôi, đừng có kẻ mắt này kia nhiều quá. Được. Có, nó thiệt mà.
Nó sở thích người ta mà. Anh ơi biết gì lúc nãy em kêu với anh trang điểm để mặt mộc lên để gặp anh. À, anh thích hơn nữa. Dù mặt mộc cỡ nào, ví dụ xấu hơn hay là gì còn thích hơn. Thiệt không? Thiệt. Xấu cũng chịu phải không? Dạ thiệt. Chứ mình có đẹp đâu mà đòi cho đẹp. Trời ơi, nó không đẹp mà người ta có duyên. Làm gì cái móng tay út để nhì ngoằng gì? Móc cái gì? Móc mấy cái bo á chị. Bo gì? Mấy cái bo điện thoại với mấy cái đồng hồ á, hay sửa cái đồng hồ á. Ở nhà khuya hay thức lấy đồng hồ ra sửa. Cao mét nhiêu? Bỏ qua được không? Bỏ qua sao được, bỏ qua. Có cây thang là cỡ nào cũng được chứ, không có tự tin lên. Mốt cái thang nó đại đi. Dạ 50. Đừng nói thách nha, bên đây không thích lừa dối. 7. Năm mấy? 57. Được rồi. Hơn phân. Có tật xấu gì nãy giờ chưa khai không? Đâu đâu có hút thuốc thôi à. Có nhậu nhẹt gì không? Không, không nhậu, không nhậu. Bởi vì người ta thấy hút thuốc người ta mới tới mượn học quẹt đó. Bà mối bà khai thác sâu quá ha. Sâu chứ. Trời vô ơi. Chê bà mối rồi. Em chờ anh qua coi. Chào con gái. Dạ chào anh. Dễ thương à. Bây giờ ở chung với cha mẹ được không? Dạ được. Làm dâu được không? Em nghĩ là chắc cũng được. Được mà. Cha mẹ chồng giờ dễ không phải như ngày xưa. Em chỉ sợ là sau này á là lấy chồng về không được đi làm nữa thôi. Ủa em trai, em có cho vợ đi làm không? À dạ không. Sao vậy? Thường thường nếu mà phụ nữ thì nên ở nhà làm nội trợ tốt hơn anh. Trời ơi. Rủ người ta giờ phải đi làm cho nó thoải mái, người ta làm cho kiếm phụ thêm tiền thì sao? Vậy được anh. Đâu có gì đâu. Sao nãy em nói không? Được không? Dạ được. Trời ơi. Không nữa ba phải vậy trời. À cho đi làm thì cũng sáng đi vừa về, nhưng mà khi có con rồi phải nhà chăm sóc con đúng không? Dạ. Em không thích bạn trai làm điều gì nhất? Ghen ẩu. À đó, cái đó là ghen ẩu ha. Với thêm nữa là nghe lời bạn bè mà không nghĩ đến, đó là cảm nhận của người mình yêu á. Bà phải đó, nghe bạn này nói cũng tin. Nhiều khi bạn nói trời hôm qua tôi giờ gặp vợ mà nhiều chuyện đi lắm, cũng tin bạn đúng không? Dạ. Rồi để anh qua anh hỏi coi sao nha. Có ghen ẩu không? Không anh, em nói mát tính. Có nghe bạn bè mà nghĩ xấu về người yêu của mình không? Nghe ít bạn bè lắm, chắc không nghe được đâu. Nhưng cái chuyện mà cho vợ đi làm là phải cho vợ đi làm nha. À dạ. Dạ yếu quá vậy. Có yếu quá vậy. Rồi được rồi. Kiến hôm nay mà... em đi với ai? Em đi với chị cùng phòng với ba người bạn của em. Rồi sao chị gặp người thân của em ha? Chào chị Cát Tường với anh Nguyệt Linh. Nãy giờ em ngồi em thấy thì nói chung ra là cũng theo tướng tá thì hai đứa nó cũng xứng. Tính cách của bạn này nói thì theo em thấy thì nó cũng hơi hòa đồng với Nhung chút thôi. Bạn tánh Nhung thì nó thật thà, nhưng mà nó nói chuyện đâu ra đó đàng hoàng. Nhưng mà chị thấy hai bạn này có hợp với nhau không? Hợp thì nó chỉ có 50 thôi. Chị nói rồi, ý kiến chị vậy. Em đi với ai em? Em đi với ba với mẹ. À, có ba với mẹ hả? Rồi, xin chào cô chú. Xin chào em Phi Quỳnh Linh với anh chào Cát Tường. Dạ, chào chú. Xin chào chàng phú. Tất cả khán giả có trong trường quay hôm nay. Dạ. Tôi là ba của Phan Trường Dân. Theo nhận xét cháu gái bên này thì thấy cũng được, cũng dễ thương đó. Cũng nhỏ nhắn, dạ. Cũng biết chuyện. Thì Trường ơi, thì ba chắc có lẽ là ba cũng đồng ý rồi đó. Nhưng mà cũng tùy cái sự chọn lựa của hai con thôi. Thì bây giờ bác là chỉ mong là là hai con cho nhau một cơ hội đi để tìm hiểu, để rồi có thể là tiến xa hơn nữa. Cho con xin hỏi là cô chú một việc, đó là nếu như mà có tiến xa hơn nữa thì sau này đó là cô với chú là có đồng ý cho con là đi làm tiếp không, hay là chỉ là về nội trợ không? Tại vì Trường Vân nó rất là thương người, nó không muốn mọi người trong gia đình cực khổ, nhất là người vợ. Khi mà đã có con thì nếu mà người vợ đi làm về thì người vợ sẽ cực, việc ngoài xã hội rồi nào là việc của con cái trong gia đình. Vì thế nên Trường Vân có nói là không cho vợ đi làm, ý tốt của Trường Vân thôi. Thật sự ra các con đi làm thì cô chú rất là đồng ý, rất là vui mừng. Vì đó là cái chuyện mà kinh tế của gia đình thì các con cứ làm không có sao hết, miễn sao các con chu toàn cho nhau. Dạ con cảm ơn cô. Tại vì lý do là ngày trước con có hứa với nhỏ em gái con là nếu như mà sau này con có lập gia đình rồi thì con cũng có thể là đi làm, vẫn tiếp tục đi làm để phụ giúp cho ba mẹ một phần nào đó. Cho nên là con nghĩ là cái lời hứa đó là con có thể là làm được. Cho nên là nếu sau này mà con với ảnh là có tiến xa hơn nữa thì con cũng mong hy vọng là cô chú có thể là cho con một cái cơ hội đó. Đó là một cái cô cũng mà thông cảm cho con, đó là một cái việc tốt. Một đứa con mà biết hiếu thảo với cha mẹ vậy là quá tốt rồi. Mình chia sẻ với nhau là rất là tốt. Dạ, cảm ơn cô chú ạ.
Rồi, bây giờ thì có thể kéo màn lên được rồi đó quý vị. Trò chuyện với nhau nha, để tìm hiểu. Mời hai bạn. Mời hai bạn. Chào em. Anh cảm nhận gì em thế nào? Anh nói đi. Hồi nãy em quên nói khuyết điểm hay bị đơ á. Gặp người con gái hay bị... hay bị đơ. Anh có quyển sách này muốn tặng cho em. Em cảm ơn anh. Xứng đôi vừa lứa ha. Làm gì tôi phá. Công việc của anh thường làm gì á? Anh đi vòng anh coi anh sửa thiết bị á. Những thiết bị nào hư thì anh sửa thôi. Anh cảm nhận gì em thế nào? Anh sao đứng hình rồi? Em cũng dễ thương. Có quá trang đậm không? Cũng hơi đậm. Cũng hơi đậm hả? Vậy mà còn hơi đậm. Em bình thường em đi á là em ít có trang điểm lắm. Tại vì lên chương trình á thì bắt buộc mình phải là theo cái quy định của chương trình. Cho nên nó anh cảm giác là nó như thế thôi. Em biết mà. Nếu như mà giữa em với anh có tiếng xa hơn nữa thì ba mẹ em, anh có thể coi giống như ba mẹ anh được không? Đó là đương nhiên rồi em. Tại ba mẹ chợ để là vợ mới có chợ cho mình chứ. Làm như nó trúng thuốc hay gì vậy? Hỏi gì hỏi đi. Hồi nãy em tên Diệu Quang Tiêu. Dạ em tin Nhung anh. Anh tên Vân. Dạ em biết, em nhớ. Nếu như mà ở ngoài thì chắc nó khác. Còn ở đây nó sao nó không biết, nó đơ. Thế thì mình sao rồi? Em gặp người con gái mà nói chuyện nó hơi bị cứng xíu thôi chứ. Rung động. Rung trong lòng đúng không? Có luôn. Em thấy người con gái trước dễ thương không? Dạ, cũng hợp như mẫu. Thích không? Dạ, cũng thích. Thích thì nói thích. Gì đâu mà ngượng ngùng vậy? Đứng lên cho tao thấy chiều cao của mình. Nắm tay cổ, nắm tay. Đấy, bấm nút rồi, bấm luôn. Để có cảm giác có truyền cái điện qua, có điện có chạy không? Tay anh lạnh quá. Nắm chặt nhau, nhìn thẳng vô mắt nhau, 30 giây. Đừng xé quần coi chừng rách quần á. Nói một câu một thôi. Hát được không? Khỏi nói. Muốn làm gì làm một câu một nguyện thôi. Làm nô lệ cho Nhung, nguyện yêu Nhung suốt cuộc đời, ân cần chăm sóc cho Nhung từng giấc ngủ, ngày nào Nhung cũng được vui, ngày nào Nhung cũng mỉm cười, vì bên Nhung luôn có Vân kề bên. Được rồi, đặt tay vào nút bấm đi hai bạn. Hết sức bình tĩnh nha, suy nghĩ thật kỹ. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, vừa thoải mái rồi đó. Sao làm gì cũng chậm mà bấm nút nhanh quá vậy? Lẹ sợ nút không ăn. Gì mà cứ kéo cái quần hoài vậy, quần chưa giặt hả? Ông hát mà ông đứng tới nữa. Rồi hai bạn giờ nắm tay nhau đàng hoàng rồi nè. Luôn. Kìa má kêu nắm mày tay nhắc thù nữa kìa. Hả? Đây là diễn viên phim để gửi tặng các bạn của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Gửi tặng hai bạn phần quà của mỹ phẩm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc.